cát xô chiếc quan tài đá của hỏa lò Hà Nội. Theo ông Huệ nói, từ đây ra tới cổng hỏa lò, ngoài bao nhiêu lần cửa với bao lần canh gác, ngay chính ông cũng chịu trách nhiệm giữ tôi. Nếu tôi trốn, ông cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi cười thầm, hiện giờ ngay việc ngồi dậy tôi còn thấy khó khăn, nói gì tới trốn. Dù thế, cảnh giác cao luôn luôn là một nguyên tắc của Cộng sản cho nên ra vào buồng tôi ông vẫn phải khóa trưa nay vết thương ở tam tinh bỗng nhức quá đau đến độ mồ hôi của tôi chảy ra đầm đìa cuối cùng tôi lại lịm đi thấy có người lay gọi mở mắt ra tôi ngạc nhiên tên thành chấp pháp thấy tôi tỉnh dậy y mỉm cười anh thấy trong người đã đỡ chưa tôi nhìn y hơi ngượng trước đây tôi luôn nói là thích xã hội chủ nghĩa vậy mà tôi lại đánh cán bộ rồi trốn tôi thều thào cảm ơn sự quan tâm của y sau khi tôi trốn rồi bị đổ bể tôi nghĩ rằng từ nay bọn cán bộ chấp pháp sẽ ghét thù tôi lắm nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là tôi không thấy tên thành có thái độ gì khác trước đây từ ánh mắt cho đến cử chỉ vẫn như những tháng trước tôi gặp y y mở một cuốn sổ tay lớn cầm bút và nhìn tôi nguyên nhân nào đã đưa đến để anh trốn tù từ trước tôi vẫn thích xã hội chủ nghĩa và vì thế tôi đã khai báo thật ngay từ đầu nhưng rồi cách mạng không tin cứ giam cầm cùng kẹp mãi nên tôi tìm cái chết chết không được tôi tìm cách trốn chỉ nói có bấy nhiêu câu mà tôi phải nói rất lâu nhiều chỗ y nghe không rõ phải hỏi lại y ghi hết anh định trốn từ bao giờ tôi nghĩ bụng tôi có ý định trốn ngay từ khi tôi phát hiện bị theo dõi ngoài phố nhưng chỉ vì không có điều kiện thời cơ tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn khào khào trả lời sau khi tôi tự tử không được ngay khi anh gặp ông cán bộ lạ một mình hỏi cung là anh có ý định đánh ông ta để trốn hả những việc này tôi cứ trả lời thật phải nói mãi tới lúc gần xong buổi cung tôi thấy ông ta có vẻ lơ ngơ đờ đẫn tiếc cái chum không tìm thấy tôi mới lóe lên ý định trốn anh định đánh chết ông rồi chuồn ra ngay tôi biết đây là câu hỏi bẫy nếu có chủ ý mà vô tình sẽ bị mắc tôi trả lời thưa ông tôi không có ý định đánh chết ông ấy mặc dù tôi có thừa khả năng tôi cố ý làm ông ấy vừa đủ ngất đi thôi tên thành tiếp tục hỏi chi tiết nhiều vấn đề nào là anh trốn ra đi đâu sẽ làm sao để che mắt công an chủ trương trốn về nam theo đường nào hay là ra giao thiệp liên lạc với cơ sở vân vân. Gần hai tiếng đồng hồ y vừa hỏi vừa ghi. Y đã đi rồi hồn tôi còn chơi vơi khắc khoải. Tôi dĩ nhiên hiểu là gieo gió gặt bão. Vừa qua tôi đã gieo cái nhân, bây giờ phải chuẩn bị tinh thần để lãnh kết quả. Hãy gồng mình lên mà chịu đựng. Có thế lý trí mới còn sáng suốt. Buồn rầu kêu van đều không phải là của một người tỉnh táo, có lý trí mạnh. Tôi cũng hiểu là những ngày tới sẽ trồng chất cam go, vậy sẽ đừng lạ lùng, ngạc nhiên, để rồi oán hận đất trời lung tung. Tôi tự nhẩm, nhắc lại ý tưởng, sau khi tự tử không chết hơn bốn tháng trước. Trên đường đi nhiều cây đắng âm thầm, hãy nhận lấy để dồn vào sâu kín. Ý tưởng này phải trở thành phương châm trên con đường đi tới của đời tôi. Thực vậy, nếu không tránh được những điều khổ đau, tai ương, không gì bằng hiên ngang ngẩng mặt, giơ tay đón nhận. Tôi ở bệnh xá được 6 ngày, mồm tôi đã đỡ, chỉ mất ba cái răng. Cánh tay phải được ông Huệ lấy lại khớp xương, bây giờ đã giảm sưng, cử động nhẹ được. Trong ngực bị mấy cú đòn ngầm, bây giờ cũng đỡ đau sau mấy ngày khạc ra một đống máu. Riêng vết thương chỗ tam tinh vẫn còn thấy đau nhức nhiều vì không có gương Tôi chỉ lấy tay sờ, thấy vết thương hơi lệch về phía mắt trái. Chính ông Huệ một lần nói nhỏ với tôi. Anh hãy còn may mắn đấy. Nếu mũi súng mà chỉ lệch đi chừng một phân về phía trái, bảo đảm bây giờ anh trở thành độc nhẫn nhơn rồi. Tôi chỉ hỏi liệu vết sẹo có to lắm không? Ông nói thủ thuật khâu của tôi cũng có hạng lắm đấy. Tôi lại cố gắng làm cho anh cho nên sẹo không to lắm đâu. Hỏi và nói chuyện với ông như vậy thôi, chứ sẹo to hay nhỏ bây giờ còn giá trị gì nữa mà quan tâm tôi vẫn phải còn ăn cháo vậy mà buổi chiều tên bằng đã vào nói có lệnh ban giám thị đưa tôi vào cát xô tôi cũng hiểu là phen này chưa chắc đã sống được tôi chợt nhớ đến xà lim một còn có một số đồ lặt vặt nhưng rất có giá trị đối với tôi bộ đồ trúng mũi cái điếu bằng bao diêm cái vỏ ba lô trong có chì mật và chiếc kim khâu chỉ có con dao là mất trong bộ đồ quần áo để lại đắp cho tên hạ. Vì vậy tôi phèo phào. Cái môi tôi vẫn còn vèo ra, nói với tên bằng, xin lại mấy thứ đó. Y trừng mắt nhìn tôi rồi buông thẳm một câu. Anh đã định trốn đi thì còn cần gì những thứ đó? Nghe giọng Y nói và cách Y nhìn tôi, tôi hiểu là Y không căm ghét gì tôi lắm. Vì thế tôi năn nỉ. Thưa ông giúp tôi, ai cũng vậy. Đã trốn thì còn tiếc gì, nhưng bây giờ tôi không trốn được. Cả tên Bằng và ông Huệ cùng cười. Không ai nói gì. Khi tôi ra khỏi buồng, rồi ra tới cổng bệnh xá, ông Huệ còn ra theo đưa cho tôi một gói trụ sinh. Anh nhớ hàng ngày á, rắc vào chỗ tam tinh. Đừng để nó làm mũ. Nếu mà làm mũ ở đấy, đôi khi có nhiều biến chứng nguy hiểm. Tôi vừa tập tỉnh đi theo tên Bằng, vừa nghĩ ngợi mông lung. Tình cảm của ông Huệ y tá tôi chấp nhận, còn ở chấp pháp tuyệt đối không. Ông Huệ chỉ là y tá. Suốt những ngày ở bệnh xá chẳng bao giờ. Ông ta hỏi tôi bất cứ một khía cạnh nào về việc tôi làm. Đã hơn hai năm tôi nằm trong xà liêm hỏa lò, nhưng chưa biết cát xô. Một lần tôi nghe tên Tân nói cát xô là chỗ kỷ luật những tù nhân án tử hình, trung thân. Ai vào đó nếu không chết ngay ở đấy, sau đó cũng chết với bao nhiêu chứng bệnh mang theo trong người. Bây giờ tôi vào, tôi sẽ biết đến một chỗ góc của dãy nhà một hành lang sâu hun hút, dẫn tới một cái cửa sắt dày. Qua cửa này có những bậc đi sâu xuống đất, rồi tới một cửa sắt nữa rất bé và hẹp. Tên bằng chọn một chìa trong chuồng chìa khóa đang cầm ở tay mở ra, một lối đi rất hẹp. Đến đây, từ lối đi đến những bức tường đều toàn bằng đá, đá học và đá thước, tưởng như một thạch thất trong chuyện võ hiệp của tàu. Một mùi khăm khẳm lợm giọng sông lên tên bằng khạc rồi nhổ đánh bẹt một bãi nước bọt vào một góc tường thoáng nhìn tôi thấy ba bốn cái chuồng đá hay là hòm đá bỗng nhiên có tiếng lịch kịch rồi tiếng chân người tôi và lão bằng đều liếc lên nhìn thấp thoáng có mấy áo vàng bên trên chắc là những tên cán bộ trực ca tối tên bằng mở cửa hòm đá chiếc cửa sắt quá nhỏ tôi phải cúi lách vào hòm đá cũng có cái cùm như trên xà lim đặc biệt hơn là có hai sợi dây xích sắt to bằng loại sắt tròn đường kính 2 phân, mỗi sợi dài độ 80 phân, gắn liền vào trong tường đá. Ở mỗi đầu sợi xích là một cái khóa bóp. Ở ngoài tên bằng rút chốt cùm, lách người vào, nhấc nửa trên cái cùm há lên và bảo tôi bỏ chân vào. Y đóng cùm xong, trong khi mũi y cứ thở phì phì. Y mở hai khóa ngàm ở đầu hai sợi dây xích, bóp khóa vào cổ tay tôi, xong. Y ra ngoài chốt cùm, trước khi đóng cửa y gằn giọng kỷ luật ở cát xô mỗi tuần mở cùng một lần 12 phút vào buổi trưa mỗi thứ hai một ngày chỉ được ăn một lần thôi y chỉ tay vào cái nắp sắt tròn mở một mé góc trong chuồng đá y ở đái nhấc cái nắp đó lên một tuần đổ một lần sạch hay bẩn thì tùy tuy tôi đã nâng cao tinh thần chịu đựng đã tự trang bị cho mình một số tư tưởng lạc quan thế mà trước cảnh này tôi cũng đầy băn khoăn lo lắng thấy không có chiếu chăn gì chỉ có đá và sắt tôi đề nghị thưa ông ông giúp tôi về buồng cho tôi xin một chiếc chiếu và những thứ lặt vặt của tôi y đóng sầm cửa lại cộc lốc bao giờ ra hãy hay ở đây không có cần cửa đóng lại ánh sáng chỉ lờ mờ tôi có cảm tưởng mình đang ở trong một cái quan tài đá chỉ có khác là cái quan tài này hình hộp vuông mỗi bề một mét rưỡi ai cao hơn một mét rưỡi thì phải khòm nằm cũng không được phải lựa thế xoay chân nằm nghiêng và co chân lại nghĩa là không thể nằm duỗi thẳng chân được ông bà ta nói thật đúng ở gần nhà xí mãi không còn thấy thối đúng thế khi mới vào tôi ngửi ngay thấy cái mùi lợm giọng buồn nôn vừa khăm khẳm nồng nồng lại vừa ngai ngái như mùi thịt chết để lâu ngày vậy mà mới qua ba bốn tiếng đồng hồ sau tôi đã không còn ngửi thấy cái mùi ấy nữa. Tuy thỉnh thoảng cũng thấy khó chịu nhưng không đến nỗi buồn nôn. Tôi hiểu đây là giai đoạn cam go nhất của đời mình. Nếu không nỗ lực để sống, tôi sẽ tàn lụi ở đây. Cảnh thế này chỉ cần 10 ngày là rất nhiều loại bệnh kéo ra. Tê sụi, lao phổi, điên rồ vì thần kinh, ghẻ lở, kiệt sức vân vân và sẽ chết. Một điều khó khăn nhất đối với tôi bây giờ là không khí. Từ trước sở dĩ chưa bị bệnh tật là nhờ tập luyện mà không khí trong lành là chính. Đã đói cơm, đói gạo nhưng còn không khí bù lại. Ở đây chúng không ngăn không khí nhưng không khí lại bị ô nhiễm, mùi xú ế lại còn nguy hiểm hơn. Cho nên càng căng lồng ngực hít không khí này vào, càng chóng giã từ cõi đời. Đó là điểm đã mấy ngày nay tôi suy nghĩ nát đầu mà chưa tìm ra một lối giải thoát. Mỗi ngày cứ 12 giờ rưỡi, lúc đó trại chung cũng đã vào hết. Bấy giờ tên cán bộ trực mới dẫn một anh hình sự vào đưa cơm nước. Anh hình sự chừng 23, 22 tuổi. Xách một hộp gỗ, trong có hai nắm cơm, mỗi nắm chừng ba lạng. Ở giữa nắm cơm có ít muối, gói trong một cái lá chuối khô. Nắm cơm được gói trong hai chiếc lá bàn còn tươi. Trong hộp gỗ còn có một cái tích to, đựng khoảng bốn gáo nước. Tên cán bộ này thay đổi từng ngày, tùy theo ca trực trưa, không có cán bộ trực chuyên môn cát xô bởi vì cát xô chỉ có mấy hộp đá y vào mở cửa rồi đứng trông cho hình sự đưa cơm hiện nay ở mãi phía trong cùng cát xô còn có một người nữa đêm qua tôi đã gọi mấy lần nhưng không có tiếng trả lời cơm vẫn hai nắm một cho tôi và một cho người phía bên trong thỉnh thoảng tôi nghe tiếng ho nhưng tôi gọi vẫn yên ắng trưa hôm nay cũng như trưa hôm qua tôi vừa rắc ít bột trụ sinh vào chỗ tam tinh, vừa ngồi nhắm mắt vận công. Chợt có tiếng lẻn sẻn của chìa khóa và tiếng mở cửa. Tiếng bước chân sột soạt nghe rõ dần, rồi tiếng loạch xoạch mở cửa. Tấm cửa sắt con được kéo lên, một bàn tay đen đen đầy cáu gắt đẩy nắm cơm vào. Tiếng loảng xoảng xô đọng vào cửa sắt, rộ lên khi tôi cầm chiếc gáo dơ ra cho y rót nước vào. Y chỉ ngồi một lúc mà mũi cứ thỉnh thoảng phải xì xì thở ra vì mùi phân và nước giải lâu ngày ở cái bô nhỏ dưới lỗ sông lên và vì mùi hôi hám của cơ thể tôi lâu không được tắm rửa những mùi đó cuộn vào nhau đầy áp dưới căn hầm tôi liếc ra ngoài chỉ nhìn thấy đôi ống quần vàng đứng ở mãi gần cửa ra vào cách xô khi tên hình sự rót nước vào gáo cho tôi vừa để chống đói và vừa để có nước kha khá một chút để dự trữ để rửa đít. Tôi trợn mắt uống gần hết gáo nước, trong khi tay tôi rối rít khua ra hiệu chờ cho xin thêm đầy gáo, im vắng không một tiếng người, chỉ có tiếng rọt rẹt của xích sắt khi hai tay tôi di chuyển cử động và tiếng rót nước vào gáo kêu lon ton. Sau đó chính tên tù hình sự tháo chốt cho tấm cửa sập xuống, tên công an chỉ việc đến khóa. Tiếng bước chân nhỏ dần vào phía trong, rồi những âm điệu của bản nhạc cho tù ăn lại trỗi lên một lần nữa. Mỗi ngày chỉ trong vòng 10-15 phút, bản nhạc không lời đó được tấu lên như một điệp khúc, rồi nhà hầm lại trở về yên lặng như nhà mồ, cách biệt với thế giới loài người bên trên. Thỉnh thoảng tiếng rọt rẹt khô động của xích sắt, tiếng ho khục khặc lẫn với tiếng rên rỉ ai oán kéo dài lê thê, càng làm rợn người trong đêm trường. Một điều thật may là ở dưới này lâu lâu mới có một con mũi vo ve, có lẽ vì kín phần khác. Ngay không khí cũng thiếu oxy, cho nên các chú mũi cũng chẳng thích gì hoặc chẳng dám vào. Bị cùm ở cát xô đi ỉa đi đái thật vất vả, phải xê dịch làm sao cho đúng lỗ. Mà muốn đúng lỗ thì hai tay phải dơ lên phía đầu, vì hai sợi xích sắt kéo ngược lên, ngắn, chỉ có hạn, nên cứ phải nằm nghiêng, hai tay dơ lên đầu hàng giờ có khi 2 giờ vì phân táo bón rã rời đau đốn nhức mỏi đi xong chẳng lẽ không rửa mà rửa thì cực nhọc vô vàn xoay được thế chân cho nghiêng cái mông cái tay lại bị dây xích giữ lại không với tới vì vậy nhiều khi nước rửa đổ chan hòa ra chỗ nằm ngồi càng hôi thối tanh tưởi dù đã quen mũi nhưng khi mở nắp lỗ phân với nước giải năm sáu ngày rồi Tôi thấy nhiều lúc như nghẹt thở. Những lỗ phân ở nông thôn không hôi mấy vì trống trải, mùi hôi khuếch tán trong không khí. Ở đây trong hầm kín, mỗi lần mở nắp ra, ôi thôi, giá con người không có mũi thì tuyệt biết mấy. Mùi hôi thối làm nhức đầu đờ đẫn cả người, làm mờ cả mắt, tê liệt cả thần kinh. Tôi hiểu, tụi công an hỏa lò không phải không biết cái mùi hôi chết người này, nhưng chúng cố ý coi đó là một trong những phương pháp để hành tội người tù trước đây tôi đọc sách báo cũng như tôi đã vào cái nghề hang một lỗ này tôi cứ đinh ninh khi một điệp viên đã bị đối phương bắt thì sẽ bị tra tấn bằng mọi cách để khai thác rồi bắn bỏ cho nên lúc tôi bị bắt phần thì trước mắt chúng cũng thấy tôi không hoặc chưa hoạt động gì như vậy dứt khoát chúng không thể bắn tôi còn vấn đề tra tấn đối với một người nếu can trường dũng lược cũng chỉ như một trận đòn hội trợ bởi vì nếu làm quá đã ngất rồi mà ngất thì còn biết đau đớn là gì như vậy chừng dăm mươi trận rồi cũng phải kết cung nhưng với cộng sản phương pháp của chúng hoàn toàn mới lạ cũng chính vì trước đây chúng đã bị tra tấn dưới thời thực dân pháp cũng như sài gòn ngày nay rồi nghĩa là chỉ tra đánh tới tấp năm mười trận trong năm 6 tháng là kết cung cho nên nếu có sự kiên trì gan lì chịu đựng thường là bảo vệ được bí mật của mình ở đây chúng dùng thời gian và dạ dày để khai thác. Hôm nay là thứ hai, như vậy tôi mới vào cát xô được 6 ngày. Ba vết thương đều đã giảm đau nhiều, chỉ còn vết thương ở tam tinh, hình như có mũ. Vì gói thuốc bột trụ sinh ông y tá cho, tôi bôi dè xén hàng ngày cũng đã hết. Vết rách ở môi dưới đã ngứa ăn ra non. Cánh tay phải, do tôi tích cực tập luyện vết thương chật khớp xương này đã hết sưng tím. Ngược lại hai cái chân, Mặc dù ngày nào tôi cũng xoay sở tập dịch lên lùi xuống nhiều lần, bây giờ cứ cắn nhức trong xương. Dưới gan bàn chân cứ râm ran như có nhiều con kiến. Cắn! Bây giờ ở cát xô tôi không còn ý niệm được về thời gian ngày hay đêm. Trừ chừng 15 hay là 10 phút ăn cơm, thường cứ nằm độ 2 tiếng, lại ngồi chừng 2 tiếng. Nằm nhiều đau lưng đau người lại ngồi, ngồi nhiều đau đít lại phải nằm chẳng bao giờ tôi nghe thấy một tiếng động gì ở bên trên nhiều lúc tôi cảm giác là mình ở một thế giới khác một thế giới mà con người khi sinh ra đã phải đeo xiềng xích thứ xiềng xích gắn liền vào thân người cho tới chết một thế giới riêng biệt không liên quan dính dáng gì đến loài người nữa nhất là về đêm nhiều lúc hoang vắng không có một sinh vật nào khác nữa cùng với mình tôi lại gào lên gọi người phía bên trong tôi thèm tôi háo hức được nghe tiếng một đồng loại nhưng dù tôi gào kêu như năn nỉ, người bạn đồng cảnh lên tiếng cho đỡ cô Liêu tịch mịch trong nhà hầm. Vẫn không có một tiếng trả lời. Có lúc tôi nghĩ hay là người đó điếc hoặc là câm. Nhưng rõ ràng nhiều lần, tôi nghe tiếng rầm rầm rì rì như tiếng đọc kinh cầu nguyện sám hối. So với bên tôi thì bên đó rất ít. Khi nghe tiếng rung ren của xích sắt, có lẽ người đó rất ít cử động. Trong khi tôi, dù kiệt sức rã rời vì đói, vẫn phải nỗ lực cố gắng tập cử động tay chân nếu nằm ngửa phải gạch đầu vào tường đá vì không bao giờ co chân lại được nằm nghiêng hai phía lại phải nằm co hai tay phải luôn luôn dơ lên phía đầu vì dây xích có hạn tôi đang nằm óc vẫn vơ nghĩ ngợi với những nỗi niềm trăm hướng bỗng có tiếng động sọc xoạch mở cửa rồi cửa cát xô mở một lúc tôi nghe tiếng mở khóa cái quan tài đá của tôi miếng cửa sắt được kéo lên. Thì ra, tên cán bộ kế và một tên hình sự vẫn đưa cơm. Tên kế là người miền Nam đeo lon thượng sĩ, khoảng 45-50 tuổi rồi. Y vẫn thường quay buồng số 9 trại chung. Hôm nay lại vào cát xô, Y phải đeo khẩu trang. Việc mở cùm mở xích cho tù, bắt buộc phải do cán bộ mở. Nếu không, chắc Y đã sai anh hình sự làm thay. Bởi vì tôi thấy Y mở khóa xích cho tôi, mà phải nín thở, nhanh mặt, vội vàng làm cho xong, rồi chạy mãi ra phía gần cửa cắt xô mới quay lại quát. Cho ra đổ bô và lấy nước dội, làm vệ sinh chỗ nằm, đồng thời cho tắm rửa 15 phút. Khi tôi chui ra khỏi buồng đứng dậy, hai đầu gối của tôi rũn ra. Tôi ngã ngồi bệt xuống nền đá, tôi lại trỗi dậy. Cứ như vậy mấy lần, người tù hình sự nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm của tình người. Anh ta chừng khoảng 23 tuổi trông mập mạp nhưng nước da vẫn xám xịt Mập mạp là bị làm nhà bếp Dưới chế độ chủ nghĩa Câu dầu nhà kho no nhà bếp Dù ở đâu hay lúc nào cũng đúng Sau khi cái chân tôi đã tạm nhuần Bây giờ tôi mới chui vào Mở nắp lỗ phân Lôi cái bô phân và nước giải Đã 6-7 ngày của tôi lên Tên kế càng lùi xa Lên phía bên trên cửa cắt xô Ngược lại anh hình sự lại tìm cớ Vờ đặt cái khay gỗ xuống gần chỗ tôi tay lúi húi xếp một nắm cơm và một bát rau muống già nấu đen xì. Nhìn bát rau muống tôi thật là mừng. Hàng tuần nay ruột sót như cào. Không có một tí rau nào chỉ ăn cơm với muối. Nhưng muối cũng không đủ. Vậy mà mỗi bữa ăn tôi vẫn gắn ra ăn dè thường để dành được 10 hạt muối. Từ đó cho đến bữa cơm kế 24 tiếng. Cứ khoảng 2 tiếng tôi lại lấy một hạt muối cho vào mồm. Những lúc đó một mâu thuẫn đã xảy ra trong nội tại sự việc. Một đằng muốn hạt muối ngấm tỏa ra nhiều mùi thơm ngon, đằng khác lại muốn đừng tan nhanh quá. Mâu thuẫn này luôn luôn không thể giải quyết được. Được phía này thì mất phía kia. Anh hình sự quả là cũng quái. Đúng lúc một tên cán bộ nào đó ở phía trên đi qua, hỏi tên kế cái gì đó. Kế vừa ngững lên chỉ trỏ nói chuyện. Ở dưới này anh hình sự tươi mặt nhìn tôi khẽ nói. Anh có biết anh em tù ở trên ca ngợi hành động can trường của anh lắm không? Họ còn biết anh từ miền Nam ra hoạt động ở Hà Nội nữa. Chúng em có người được đi dọn rửa phân buồn ấy về nói là anh đánh nó phọt cứt ra. Vừa lúc ấy tên kế hết nói chuyện và lại cúi đưa mắt nhìn xuống. Tôi không thể nói được lời cảm ơn anh em, có nhã ý với mình. Tuy vậy, tự trong lòng, tôi cũng thấy dâng lên nhẹ nhẹ một niềm an ủi, thêm nguồn sống phấn khởi nhưng lại cũng xen lẫn một chút bâng khuâng man mác buồn. Sự việc thất bại, bây giờ tôi đang sống dở chết dở ở nhà mồ này. Và sau này, chắc chắn trong hồ sơ có vết trốn tù, đánh cán bộ. Như thế chẳng bao giờ tôi được hưởng sự rộng rãi nữa. Nếu hôm ấy tôi thành công, chúng chỉ còn biết một tù nhân đã bí mật biến mất trước bao nhiêu hàng rào canh phòng. Nhưng thôi, nghĩ làm gì những chuyện nổi canh đã bể ấy chỉ càng thêm buồn, thêm tiếc. Cái chết của một người tù, linh mục. Lúc này trời đã lành lạnh, một vài hơi heo mây đã lò dò về sớm. Không có quần áo thay, dù vậy tôi vẫn cởi bộ quần áo ra vò mạnh cho đỡ tanh thối. Cúi vào vòi nước tôi xoa, cào mấy cái cho bong ít vẫy ghét. Cả cái bắp đùi của tôi bây giờ chỉ vừa một chiếc tay với ba đốt ngón tay, hai cái xương phía ngoài đầu gối trông như hai cái đầu con bọ ngựa ngọ nguậy ngúc ngoắc. Lúc tôi đứng lên ngồi xuống, tôi gãi hai mông đít, chả thấy những đầu xương nhọn hoắt. Bao nhiêu công việc tôi phải làm vội vàng chỉ vì có 15 phút, nhưng có lẽ tên kế thấy tôi nỗ lực với cuộc sống, cho nên đã để cho tôi 20 phút. Sau khi tôi dùng tay ăn và hút hết bát canh, còn nắm cơm tôi mang vào, cho họ cùng xong mới ăn, vì hết giờ rồi. Cùng xích xong và khi cửa buồng đóng sập lại, những bước chân đi dần vào phía trong. Tôi cũng cố gắng lắng nghe qua những âm thanh để có thể phán đoán chút gì về người phía bên trong được không. Có tiếng mở khóa và kéo cửa lên, nhưng đợi mãi, không nghe tiếng chân ra ngoài đổ bô và rửa ráy. Im lìm một lúc, rồi nghe tiếng sập cửa và khóa. Những tiếng chân sền sệt nhỏ dần lên phía cửa cát xô. Đã quá nhiều lần tôi gọi buồn phía trong rồi, nhưng không hiểu sao người trong ấy không lên tiếng trả lời. Hôm nay tôi cũng chả muốn gọi nữa. Tôi thấy lạnh run lên. Dù tôi đã cố sức vắt khô quần áo, nhưng tôi vẫn run. Thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Lần sau thà chịu bẩn, chịu cứt đái, chứ chả dám giặt nữa. Phải ăn cơm ngay để có chút calorie chống lạnh. Tôi run lắm rồi. Trong ánh sáng mờ mờ của căn hầm, khi tôi bẻ nắm cơm ra, mũi tôi thoáng ngửi một mùi đặc biệt làm nước miếng của tôi rào rạt, chảy ra đầy mồm. Tôi nhìn ở giữa nắm cơm, một màu nâu nâu đen đen trăng trắng, thì ra một miếng thịt heo vuông, mỗi bề độ ba phân, dày độ năm ly. Ôi chao, sao tôi lại có cái diễm phúc thần tiên như thế này? Tôi đã biết ở trong hỏa lò, thịt là cả một vấn đề. Một năm cũng chỉ ba bốn bữa là cùng, mỗi bữa chỉ được hai miếng con con bằng hai đốt ngón tay hỏa lò là trại giam của thủ đô hà nội bộ mặt của cả nước có nhiều khách quốc tế và các vị lãnh đạo tối cao của xã hội chủ nghĩa tới lui mới được hưởng cái đặc ân đó hôm nay là ngày gì đây mà hỏa lò có thịt vậy đây chỉ là của cán bộ và do tài ba nhập nhằng thế nào đấy của anh bếp tù hình sự để gọi là một chút giúp đỡ cho người họ có thiện cảm tôi hơi lặng người đi vì xúc động trước một việc làm cao cả của một người có tâm hồn lấy nghĩa khí để xử thế đôi khi tiền không mua được thực vậy nếu vì lý do nào đó bị phát giác không những mất nồi cơm nghĩa là mất chân béo bở ở nhà bếp phải trở về buồng giam để tiếp tục những ngày đói triền miên ở trong tù hồ sơ còn bị ghi vết xấu sau này đi trại nào cũng khó lòng có cơ hội nhận lãnh những chân béo bở nữa ngoài ra có khi còn bị kỷ luật bị cùm ở trại chung phải nói đây là một việc làm suốt đời tôi không quên. Chỉ vì miếng thịt dù tôi chưa ăn, chỉ mới ăn cơm, tôi đã quên bẵng đi mọi việc chung quanh. Người hết lạnh lúc nào, ngừng run lúc nào tôi cũng không hay. Ngay bộ quần áo cũng đã khô ráo rồi. Bây giờ tôi nằm xuống, cầm miếng thịt hà hít cho nó sướng cái đã. Rồi tôi bắt đầu nhẹ cắn một miếng. Tôi bảo đảm tất cả các tế bào trong cơ thể của tôi đều như đứng bật dậy, cùng nhún nhảy, đong đưa, để đón nhận hương vị của miếng thịt. Tôi vừa nhai vừa nghe tiếng róc rách của những dòng nước thơm thơm ngầy ngậy từ từ chảy ngấm vào con tỳ con vị của mình. Đầu óc tôi lâng lâng, miên man bâng khuâng, xin cảm tạ đấng tạo hóa. Tại sao lại có lòng ưu ái đối với thế nhân đến như vậy? Ngài đã ban cho con người một thứ ưu việt tuyệt vời mà không phải ai cũng hưởng hết cái giá trị của nó những ngày hôm sau tôi nhìn nắm cơm tuy trông bề ngoài cũng như mọi khi nhưng khi bẻ ăn thấy rắn chắc khác thường phải nói lượng cơm gần như gấp rưỡi nhưng được nắm lại thật chặt để trông vẫn như thường cũng vì vậy cơ thể tôi có thêm sức để chịu đựng trước đây tôi chỉ mừng là có được một người tù thông cảm với hoàn cảnh của mình nên đã tận tình giúp đỡ nhưng một đêm tôi chợt nhận thấy ý nghĩa của vấn đề còn to lớn hơn ở đây người giúp đỡ tôi, anh ấy nói có nhiều người khác biết, vậy đây là quần chúng không bị tuyên truyền, không bị lừa lọc bịp bợ. Bằng thực tiễn và thời gian, quần chúng đã tự hiểu và tự nguyện giúp đỡ một người bị bọn cường quyền hành hạ. Như thế việc tôi làm, đường tôi đi, càng ngày càng được sự thương yêu đùm bọc của quần chúng. Điều đó là một cứu cánh quyết định giúp tôi vượt qua nhiều gian khổ trên đường đi tới sau này. Dần dần tôi càng ít nghe thấy những tiếng rọt rẹt của xích sắt phía bên trong hơn. Cả những tiếng rên và tiếng rầm rì như tiếng tụng kinh đã quen thuộc lâu ngày. Đến ngày thứ bảy tuần đó, sau khi nhận cơm và nước, tôi quen lệ như mọi lần, chờ nghe điệp khúc của điệu nhạc cho tù ăn trỗi lên. Tôi chỉ nghe đến khúc kéo cửa sắt lên rồi ngừng bạch, ngắt quãng, thay vào đó là tiếng bước chân hấp tấp của một anh tù hình sự đi trở ra qua khỏi chuồng của tôi. Một giọng nói to lẫn trong tiếng thở hổn hển. Báo cáo cán bộ, buồng phía trong đã chết từ bao giờ rồi. Tiếng bước chân dồn dập đi vào phía trong một lúc, rồi tiếng sền sệt chạy trở ra và nhỏ dần về phía cửa cắt xô. Qua sự phán đoán của tôi, anh hình sự vẫn còn đang đứng đợi chờ trên bực hầm. Đây là trường hợp hy hữu bất ngờ. Tôi đã có chủ định từ mấy hôm nay vì vậy gặp dịp không thể bỏ lỡ tôi vờ ho lên một tiếng rồi kêu bâng quơ đau bụng quá trời ơi tiếng bước chân đi nhanh xuống giọng nhỏ nhẹ hỏi anh làm sao đấy chủ động ý của tôi là cố tìm cách để biết tên anh tù hình sự và về người ở buồng phía trong vì vậy tôi hỏi ngay giọng như thì thào tôi mong muốn được biết tên bạn em tân minh còn anh đặng chí bình người vừa chết ở phía trong mình có biết là ai không? Ông ấy là Linh Mục. Tôi thoáng giật mình hỏi gấp, tên gì? Em không biết, Linh Mục có điếc hay câm không? Không câm không điếc, nhưng không nói với ai từ ngày bị bắt, nên họ mới cho vào cát xô. Lâu chưa, giữa lúc đó có tiếng người xa xa, anh Minh lẹ chân chạy ngay lên phía trên bậc hầm. Bốn năm người đi qua buồn của tôi. Tiếng rút chốt cùng, tiếng mở khóa xích sắt rủng rẽng, lịch kịch một lúc rồi những bước chân nặng trịch vì phải khênh kéo một thân người ngang qua chuồng tôi. Một mùi thịt người chết lâu ngày nồng nặc, mùi đó quạt vào mũi làm tôi bỗng chợt nhớ lại một hình ảnh của quá khứ ở nghĩa địa Đô Thành, Sài Gòn, ngày 13-14 tháng 11 năm 1960, ngày binh biến 11 tháng 11 năm 1960 của miền Nam. Hôm đó tôi theo dòng người vào nhà xác trong nghĩa địa Đô Thành, vừa để thỏa tính tò mò, vừa để xem biết đâu lại chả có người quen mình biết để về báo cho gia đình họ hay bao nhiêu dãy xác chết có những xác phình to tướng như xác người ngoại quốc có cái lòi ruột cái mất đầu có cái chỉ còn chiếc cẳng chân dính toàn ten một cục thịt lầy nhầy mấy đoạn ruột đặc biệt một mùi khăm khẳm tanh tanh ngai ngái từ những chỗ thịt đã thối nồng nặc bao trùm cả một vùng chung quanh người nào vào cũng có chiếc khăn bịt mũi vậy mà vẫn vang lên đâu đó tiếng nôn bẹ lẫn tiếng gào khóc của thân nhân. Khi đã nhìn thấy xác của người nhà, thậm chí tôi đã rời xa nghĩa địa hàng nửa cây số, thế mà vẫn còn ngửi thấy cái mùi đặc biệt đó. Rồi hôm nay, mũi tôi lại ngửi thấy mùi thịt người chết lâu ngày này, khiến tôi nhớ đến những cảnh đời trong một thời gian khác, ở một không gian khác của Tổ quốc Việt Nam, nhiều nghiệt ngã cay đắng. Đó là miền Nam thân yêu, mãi tít xa vời vợi nghe qua âm thanh, tôi hiểu chúng đã khiêng người chết lên trên đồi. Cửa cách xô đã đóng mà sau mùi xú ế của tử khí còn nồng nặc căn hầm. Chừng nửa giờ sau, cửa cách xô lại mở. Nghe tiếng bước chân tôi biết có hai người đi xuống, rồi một người đi trở ra. Một lúc tôi nghe tiếng quét dọn, rồi tiếng phì phì nôn bẹ. Tôi hiểu đó là tiếng của anh nhà bếp hình sự. Tiếng mở vòi nước chảy ồ ồ, tiếng xối nước ào ào. Đột nhiên giọng anh Minh nói như thầm thì. Mọi khi á, họ để vào nhà xác, đêm mới mang đi chôn. hôm nay phải đem đi ngay rồi vì thối quá. Chết từ bao giờ mà mùi kinh thế? Mới đêm hôm qua, nhưng vì cái chân ông ta bị lở loét thối và có bọ nửa tháng nay rồi, hàng ngày dòi bọ, bò lổm nhổm ra cả ngoài nền này. Thảo nào cái mũi tôi đã không lầm, khi ngửi thấy mùi thịt chết nhiều ngày, thấy anh nói có vẻ tự nhiên như không có cán bộ, dù vậy tôi vẫn chưa yên tâm nên hỏi, cán bộ đâu? Không chịu nổi hôi thối ông ta trèo lên cửa cắt xô rồi. Minh họ gì? Lê Hoàng Minh. Ông Linh Mục bị bắt từ bao giờ? Em không rõ, chỉ biết vào cắt xô hai tháng nay. Ông ta chừng bao nhiêu tuổi? Khoảng 40-45. Ông ấy bị chết vì cái chân gần đứt rời ra khỏi. Ông ấy bị chết vì cái chân gần đứt rời ra ở trong cùm, trông thấy cả ống xương chân trắng héo rất nhiều dòi bỏ đột nhiên một giọng miền nam quát vang lên từ phía cửa cát xô xong chưa làm gì mà lâu thế tiếng anh minh vội vàng báo cáo xong ngay rồi đây ạ à. vừa báo cáo anh vừa hấp tấp đi lên cửa cát xô đóng lại lòng tôi vẫn vơi đầy với vị linh mục này tại sao người không nói chuyện với tôi nếu tôi biết từ trước người là linh mục tôi đã có cách để nói chuyện với người biết đâu vừa biết rõ về người may ra cổ vũ tinh thần cho người người lại chưa chết tôi hiểu có những nhân vật lỗi lạc về nhiều khía cạnh trong cuộc đời nhưng khi gặp thế cùng lại quên đi những điều sơ đẳng nhất đêm hôm đó tôi tự dưng thấy rợn người mấy lần vì dưới nhà mồ bây giờ còn mỗi mình tôi thỉnh thoảng nghe những tiếng lịch kịch phía bên trong tôi cũng thấy nổi gai ốc lên nhất là mùi khăm khẳm vẫn chưa tan hết dưới hầm nhưng chợt một ý nghĩ dấy lên trong đầu làm tôi yên lòng bớt thấp thỏm khi nghe những âm thanh lạ trong đêm trường dứt khoát chẳng làm quái gì có ma bởi vì rất dễ hiểu nếu có ma thật thì những lũ cộng sản đã bị bóp cổ chết hết rồi còn đâu biết bao nhiêu chiến sĩ quốc gia biết bao nhiêu những đồng bào vô tội trong cải cách ruộng đất trong các nhà tù hiện nay bị lũ cộng sản tàn sát giết hại lòng căm hờn dâng lên như núi nếu chết đi thành ma lũ cộng sản làm gì còn cũng như bao nhiêu kẻ khác trên cõi đời này làm sao yên hưởng xa hoa trên đống xương và máu của người khác Do những suy nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy rờn rợn nổi da gà khi nghe thấy những tiếng sọc sạch ở phía trong lúc đêm khuya nữa. Chắc đấy chỉ là một con chuột nào đó đi kiếm ăn đêm. Các bạn vừa nghe xong phần 31. Thiên Hoàng sẽ gặp lại các bạn trong phần 32.